Đa điểu có nguồn gốc ở sa mạc, chúng thường xuyên tắm cát, bới cát, vung vẩy khắp người rồi xù lông rũ cho sạch cát, đồng thời làm sạch cơ thể. Vì vậy, ở chuồng nuôi và sân chơi của đa điểu cũng cần giải cát để đa điểu tắm. Đặc điểm của đa điểu là thích chạy, nên cần phải có đủ không gian và đường chạy cho đa điểu, tốt nhất là sân chơi có kích thước 5x60-120m. Như vậy, đa điểu có thể chạy tăng tốc lên tốc độ tối đa mà không bị chướng ngại vật cản trở. Trong giai đoạn nuôi thịt, đa điểu chủ yếu sống ngoài trời, vì vậy cần trồng thêm cây xanh để đa điểu tránh nắng và có thêm mái che nhỏ để máng ăn và nước uống. Tránh khi trời mưa, nước mưa vào máng ăn làm hỏng thức ăn và ánh nắng mặt trời làm thức ăn nhanh bị thiêu. Cái kỹ thuật để mà xây dựng cái chuồng nuôi đa điểu thì cũng hết sức đơn giản thôi. Thì thứ nhất là mình có mấy cái thông số, thứ nhất là cái diện tích để mình nuôi đa điểu. Diện tích ở đây là sẽ là 5m² trên một con đa điểu để mình căn cứ mình xây. Thứ hai là trong cái ô nuôi đa điểu thì mình sẽ có hai cái phần, một là cái phần mái tre, hai là phần sân chơi. Cái phần mái tre thì thông thường thì mình cứ tính là trung bình là mình cứ tính là nó là chiếm khoảng 1/3 cái diện tích cái ô nuôi của đa điểu, đơn giản như vậy thôi. Còn nếu mà cái chi tiết cụ thể thì nó sẽ bao gồm là cái điểm thấp nhất của cái mái tre nó sẽ khoảng 2,5m, cái điểm tre của cái đa điểu nó sẽ rơi tầm khoảng 3m cho tới 4m, đó là đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra thì cái bên trong một cái ô nuôi đa điểu thì bắt buộc chúng ta sẽ phải có cái thiết kế cái máng ăn và cái máng uống. Máng uống thì mình sẽ có thể sử dụng bằng những cái chậu thay vì chúng ta xây. Còn cái máng ăn thì chúng ta sẽ sử dụng những cái tôn để uốn thành cái máng. Mình sẽ không phải xây dựng nữa, thì cách sử dụng hết sức đơn giản thôi. Đa điểu sống trên sa mạc, hàng ngày phải đối mặt với rất nhiều các mối nguy hiểm ở bên ngoài. Vì vậy, hệ thần kinh của đa điểu rất phát triển. Khi nghe tiếng các âm thanh to, các vật lạ hoặc người lạ mặt, đa điểu thường tụ lại một góc và sợ sệt. Lúc này, đầu chúng ngẩng cao và quan sát bốn phía. Khi có âm thanh lớn, đa điểu có thể bị hoảng loạn, chạy lung tung, có thể bị va đập vào bất kỳ chướng ngại vật nào, thậm chí có thể dẫm đạp lên nhau để chạy. Đa điểu là loài ăn tạp, chúng có thể nuốt tất cả những gì mà vừa miệng. Vì vậy, cần phải dọn dẹp sạch sẽ khu vực chăn nuôi đa điểu, nhất là những mảnh kim loại nhỏ, mảnh chai, mảnh sành, sứ các loại, tránh không để đa điểu nuốt những thứ này vào bụng, không tiêu, gây ra tắc ruột rồi chết. Chế độ dinh dưỡng cũng là một trong những yếu tố cần lưu ý khi nuôi đa điểu. Bà con nên cho đa điểu ở giai đoạn nuôi thịt này rất cần thiết cho sự tăng trưởng của chúng. Cụ thể, giai đoạn từ 4 đến 6 tháng tuổi, nhu cầu về đạm và vitamin cao để đáp ứng đủ cho sự phát triển của đa điểu. Tăng trọng ở cuối giai đoạn này đạt từ 12 đến 13kg một tháng. Đa điểu có khả năng tiêu hóa chất xơ rất tốt, vì vậy cần phải bổ sung rau cỏ xanh các loại, tốt nhất là băm hoặc thái khoảng 3 đến 4cm để dễ ăn. Trên đây là một số kỹ thuật nuôi đa điểu thương phẩm cho người mới bắt đầu. Chúc bà con thành công với mô hình của mình. Đừng quên theo dõi chương trình Sổ tay Nhà Nông vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 6 hàng tuần trên chuyên trang Dân Việt Media.